Anh luôn nghĩ về người con gái
tất cả đối với anh là điều đầu tiên anh nghĩ đến khi vừa thức dậy. Em biết không, người là cả thế giới đối với anh là điều duy nhất anh luôn nghĩ về người con gái. Anh sẽ luôn cạnh bên và làm tất cả cho em. Anh sẽ nắm chặt tay để dìu bước em đi cuối đường, dù phía trước gian khó, dù nếu có trong gai. Hãy để anh say gian khó này, yêu chính là một bên một người, không muốn xa một giây phút nào. Người có biết là cả thế giới đối với anh, anh sẽ cho tất cả cuộc đời để đổi lại nhìn thấy em cười. Tất cả thế giới anh xin gọi ta chặt tay, sẽ không buông để được yêu thương, quan tâm, chăm sóc em và làm những gì có thể đối với em. Yêu chính là một bên một người, không muốn xa một giây phút nào. Người có biết là cả thế giới đối với anh sẽ cho tất cả cuộc đời để đổi lại nhìn thấy em cười. Tất cả thế giới anh xin gọi tắt là em. Không, trời đang trang trang chờ nên yêu mềm. Đêm dần buông xuống, bàn tay lạnh buốt hơi sương. Là vì ai khoảng nỗi nhớ anh cất trong lòng, vì ai mà ký ức tôi thúc mỗi đồng, vì ai tôi đợi mà lại không tới. Bầu trời thảm tạm, cơn mưa rất thiếu bao nỗi ưu phiền. Đôi ta ngày ấy như chiếc lá khô rơi chạm tới nhau, rồi cứ thế ta bắt đầu bên nhau trong vội vàng. Mà đâu hay cơn mưa đến em dần trôi xa. Hẹn nhau vào lần yêu tới, mình đừng nói câu chia tay.
khó anh lo thương em. Anh đang vui với ai mới rồi nói lời dối lừa em như một
sao không về nhà ra mình vào chút yên à, uống một chút trà nghe một vài lời ca. Em à, sao cứ đứng đây mãi, hôm nay đã là ngày dài sao còn ôm những khắc khoải, kim đồng hồ cũng đã đêm 12. Nhạt trong mơ suy nghĩ rối bời, em tìm ra cho mình câu trả lời rằng cuộc đời em đâu còn ý nghĩa. Nhưng em mà có biết rằng ngoài kia ngọn nước xanh thăng trốc êm đềm, nhưng đâu đành dành lấy linh hồn em. Ngọn gió kia buốt ra nhưng chỉ là muôn vô về lấy nỗi buồn em. Ai gieo lâu nay vẫn đang xuống
ai gieo lâu nay vẫn nát rồi, chỉ biết khóc cười vậy thôi. Nếu anh là em muốn kết thúc nhưng anh phải đau ngàn lần. Anh đi vào sâu tim em, giết chết yêu thương ở đây, sẽ còn mãi nơi này. Một điều mắt chẳng ai làm được, nhưng quên để yêu cho mình.
sẻ chia. Những lúc cô đơn, ai làm cho anh mỉm cười? Luôn có một người đứng từ sau để soi theo. Vậy mà anh nói ra câu chúng ta không hợp nhau. Một điều mắt chẳng ai làm được, dùng quyền để yêu cho người ta. Hạnh phúc thứ ba liệu được bên đâu, như tình yêu ta lúc đầu. Đi đến nơi đâu để tìm lại những hoài niệm khi ấy, để chẳng vương vấn một người đã không. Chờ thì trái tim vẫn
mình chẳng đến em lang thang đó chẳng ai cứ đi tìm tìm những ký ức cũ phong trong em lặng im được ánh nắng nếu đón và đưa em đến xa chỉ là giấc mơ mà nó chẳng biết xảy ra một mình trong đêm em lang thang đó chẳng ai cứ đi tìm tìm những ký ức cũ phong trong em trong đêm em lang thang đôi chân mai cứ đi tìm tìm những ký ức cũ phút trong em lặng im được ánh nắng níu đón và đưa em đến xa chỉ là giấc mơ mà nó chẳng thể xảy ra một mình trong đêm em lang thang đôi chân mai cứ đi tìm tìm những ký ức cũ phút trong em lặng im được ánh nắng níu cũng là giai tân kết đôi sinh ra hài tử đặt tên là Khai Tông.